Bộ bộ ghế kê vô trong nhà quý anh chị em thấy nó sang không? Bộ này mà kê ở các cái phòng khách rất là sang nha quý anh chị em. Nhìn có vẻ như là nó nhỏ nhỏ nhưng thực chất ra ấy, là cái nét đẹp của nó là cái độ uốn cong và uyển chuyển lên rất là đẹp không ạ? Và bộ này bình thường ấy thì nó sẽ là hai cái đôn ngồi. Đây cho quý anh chị em xem bên này. Bình thường một bộ của nó có tất cả là 6 món, nó sẽ như vậy nha quý anh chị em. Nó sẽ có hai cái đôn ngồi, hai cái ghế con, một cái bàn, một cái băng dài. Và cái mẫu hồi trước ấy, là quý anh chị em có thể thấy là hồi trước là mình sẽ thiết kế chạm lủng như vậy này. Đó, mẫu chạm lủng. Đó, tùy vào phong cách của mỗi người, có người thích chạm lủng. Còn cái mẫu lần này mình giới thiệu với quý anh chị em ấy, nó sẽ là mẫu chạm đặc, tựa đặc là quý anh chị em thấy đẹp không? Tựa chạm xuống, dáng kiểu bình ấy, lên rất là đẹp nha quý anh chị em. Và cái mẫu này mình, cái anh khách này đặt về là mua trong một cái ở nhà chùa nha quý anh chị em. Kê vào trong rất là nhìn rất là sang nha quý anh chị em. Đây quý anh chị em có thể thấy là thiết kế này. Đó. Về thiết kế thì mình vẫn giữ cái độ cong của cái sản phẩm này. Đó. Là điểm nhấn cho quý anh chị em. Hai tay là cái đường chỉ của cái bộ ghế của quý anh chị em có thể thấy là như một sợi chỉ này. Đó. Phía dưới hàng này hoàn toàn là vẫn xài mộng đầy đủ nha quý anh chị em. Mộng đầy đủ hết. Đó. Do vậy quý anh chị em có thể đứng ở trên đây nó rất là thoải mái nha. Đứng ở trên đây nó rất là thoải mái nha. Đó. Và phần ở dưới mặt thì quý anh chị em có thể thấy là mặt này. Mặt ghế đều là dày 2,5 hết. Mặt dày 2,5 bo cong nha quý anh chị em. Quý anh chị em thấy không? Các cái góc này bo cong mà lên rất là đẹp. Chân vòng xuống là chân Louis này. Hàng này là hoàn toàn xài mộng hết nha quý anh chị em. Để cho quý anh chị em xem ở dưới gầm luôn này. Đó, quý anh chị em có thể thấy là các cái lỗ mộng này. Đó, lỗ mộng thấy xuống này. Chân các gân đều là có mộng nha quý anh chị em. Thiết kế đẹp chắc chắn. Những cái sản phẩm này thì quý anh chị em có thể thấy là thường thì mình đi ở các cái xưởng gỗ ấy thì ok, người ta vẫn có đóng, nhưng mà để mà đóng đẹp như vậy ấy thì quý anh chị em có thể thấy là cái nét bo cong này, uyển chuyển này rất là hiếm nha quý anh chị em. Và cái hàng này được sản xuất tại xưởng gỗ Hố Nai.com nha, tại vì xưởng gỗ Hố Nai cũng rất là nhiều. Xưởng gỗ Hố Nai.com thì chỉ có duy nhất một thôi nha quý anh chị em. Mặt bàn, mặt ghế đều là mặt 2,5 hết nha. Bông vân lên rất là đẹp phải không ạ? Và đây cho quý anh chị em xem một cái bộ nữa của nhà khách, một cái anh khách này. Hai bộ này đều chất đi rồi nha quý anh chị em. Hàng này quý anh chị em thấy là mình quay clip sao ấy, là các cái sản phẩm mình giao đi nó sẽ y như vậy nha. Giao tới không giống mô tả, quý anh chị em trả hàng cho bên mình hoàn toàn miễn phí luôn. Đó, đây là một bộ khách đặt này. Bộ này thì hiện tại đang có giá là 29.800.000 cho bộ 6 món như vậy nha quý anh chị em. 29.800.000 cho bộ 6 món như vậy. Đó, chất kê là kê gỗ có đỏ nên rất là đẹp phải không ạ? Còn nếu mà quý anh chị em bỏ hai cái đôn đi và mình thay bằng hai cái ghế lớn như vậy thì bộ này hiện tại đang có giá là 37.800.000 cho quý anh chị em. 37.800.000 cho bộ này. Nhưng mà quý anh chị em thấy không? Kê bộ này vô trong nhà rất là đẹp. À, và cái diện tích khi mà mình kê bộ này ấy, chiều dài của nó sẽ là 3,3 m, ngang là 2,5 m. Còn bộ bên kia thì nó sẽ là 2,5 m, 2,5 m thôi nha quý anh chị em. Nó rất là nhỏ gọn và rất là phù hợp với nhiều căn nhà ở chung cư nha. Và những cái sản phẩm này mình xin nhắc lại một lần nữa là giao tới không giống mô tả, quý anh chị em có thể trả hàng cho bên mình hoàn toàn miễn phí luôn. Sản phẩm này được sản xuất tại xưởng gỗ Hố Nai.com nha quý anh chị em. Cần tư vấn gì thêm thì quý anh chị em có thể gọi điện cho bên mình nha. Xin cảm ơn và chào tất cả mọi người.